Niên biểu về cố Tổng thống Juan Bautista Ngô Đình Diệm. Sinh năm 1901, mất năm 1963. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế. Trong khi chờ đợi một bản tiểu sử đầy đủ và chính xác, tôi tạm liệt kê ra đây một số vài niên biểu liên quan đến cuộc đời cố Tổng thống Juan Bautista Ngô Đình Diệm nhân dịp lễ giỗ ngày lần thứ 56. Năm 1901, ngày 3 tháng 1 năm 1901, tức ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý 1900. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được sinh ra tại làng Đại Phong, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 1906 đến năm 1916, ngài học tại nhà với thần phụ ngài là Ngô Đình Khả. Và sau đó ngài học tiếp tiểu học và trung học tại trường Pellerin của các sư huynh tại La Sang, Huế. Năm 1916 đến năm 1918, ngài học tại trường Quốc học Huế, đồng thời học thêm Hán văn và tiếng Latin tại nhà với thân phụ của ngài là cụ Ngô Đình Khả. Năm 1918, ngài tốt nghiệp Á khoa và được nhà cầm quyền Pháp cấp học bổng đi du học, nhưng ngài từ chối. Năm 1918, năm 1921, theo học trường luật và quản trị hành chính Hà Nội, thời bấy giờ thường gọi là trường hậu bổ. Năm 1921, ngài tốt nghiệp thủ khoa. Năm 1921 đến năm 1922, ngài được bổ nhiệm về phục vụ tại Thư viện Hoàng gia. Năm 1922 đến năm 1925, ngài được bổ nhiệm làm quyền tri phủ huyện Hương Thủy ít tháng, và ngay trong năm 1922, ngài được bổ nhiệm chính thức làm tri huyện Quảng Điền. Giai đoạn năm 1925 đến năm 1927, ngài làm tri phủ Hải Lăng, một huyện lớn hơn và đông dân hơn các huyện ngài làm tri phủ trước đấy. Năm 1927-1930, ngài làm quản đạo tỉnh Ninh Thuận. Quản đạo là chức vụ quan trọng nhất trong số các viên chức đứng hàng đầu của một tỉnh. Năm 1930-1933, ngài làm tuần vũ tỉnh Bình Thuận. Tuần vũ là một chức vụ tương đương với chức tỉnh trưởng sau này. Năm 1933, bộ trưởng thủ tướng và từ chức. Năm 1933, khi ngài mới 32 tuổi, đã được vua Bảo Đại bổ nhiệm làm thượng thư bộ lại, tương đương bộ trưởng bộ nội vụ. Ngài cũng được mời làm tổng thư ký hội đồng canh tân đất nước, tức là có một vai trò gần như chức vụ thủ tướng chính phủ. Vài tháng sau đó, ngài đã rũ áo từ quan để phản đối người Pháp vì các đề án canh tân đất nước của ngài không được họ chấp thuận. Năm 1933, năm 1944, ngài cư trú tại Huế, tự học tập và nghiên cứu. Ngài tích cực gặp gỡ và trao đổi với các nhà yêu nước và các trí thức trong ngoài nước để mưu tìm độc lập cho dân tộc. Một trong những người mà ngài hay gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi nhất đó là cụ Phan Bội Châu. Ngài cũng khởi xướng và lãnh đạo một phong trào bí mật có tên là Phục Hưng Đại Việt. Lo ngại trước ảnh hưởng và vai trò của ngài trong tình hình chính trị giai đoạn cuối chiến tranh thế giới, người Pháp đã mưu toan bắt ngài đưa đi lưu đày bên Lào. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 7 năm 1944, ngài được người Nhật giúp trốn thoát vào Sài Gòn. Năm 1945, năm 1946, Việt Minh cướp chính quyền, đồng minh vào Việt Nam dạy giới Nhật. Từ Sài Gòn, ngài tìm đường ra Huế. Khi đến Tuy Hòa, ngài bị Việt Minh bắt giữ. Ngài bị giải ra Hà Nội. Tại đây, ông Hồ Chí Minh gặp ngài và mời ngài cộng tác trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Xong, ngài từ chối và chất vấn lại Hồ Chí Minh
về việc ông đã cho giết người anh cả của ngài là Ngô Đình Khôi, tổng đốc Quảng Nam, và cháu ngài là Ngô Đình Huấn. Bằng cách ứng xử khôn ngoan và bản lĩnh, cuối cùng ông Hồ Chí Minh đã phải trả tự do cho ngài. Khi được tự do, ngài đến tạm trú tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Tòa tu viện này ngày nay nhà nước chiếm làm bệnh viện Đống Đa. Mấy tháng sau, ngài vào sống tại Sài Gòn, tiếp tục gặp gỡ các nhà yêu nước, xây dựng mối tương giao với nhiều người trong và ngoài nước để mưu tìm độc lập cho dân tộc. Cũng có khi ngài về ở với anh của ngài là đức cha Ngô Đình Thục, khi ấy đang làm giám mục Vĩnh Long. Năm 1947, ngài sang Trung Quốc thăm tượng Giới Thạch và nghiên cứu cuộc chiến quốc cộng ở đó. Ngài cũng đến Hồng Kông hai lần để gặp vua Bảo Đại. Lần đầu ngài khuyên nhà vua nên về nước lập chính phủ quốc gia để thúc đẩy nhanh hơn cơ may độc lập cho dân tộc trong lúc cuộc đàm phán giữa Pháp và Việt Nam tại Fontainebleau thất bại. Lần hai khuyên can nhà vua không nên ký vào bản thế kèm theo tuyên ngôn Vịnh Hạ Long. Năm 1948, vua Bảo Đại mời ngài đứng ra thành lập chính phủ lần thứ hai, ngài từ chối. Năm 1948, năm 1949, ngài trở lại Sài Gòn. Năm 1950, năm 1951, ngài đi hành hương Roma nhân dịp năm thánh. Ngài cũng đi Nhật gặp kỳ ngoại hầu Cường Đế và tìm hiểu cuộc tái thiết nước Nhật sau chiến tranh. Năm 1951, năm 1953, ngài sang Hoa Kỳ và cư trú tại chủng viện Lakewood, New Jersey, nghiên cứu lịch sử, thần học và triết học. Ngài cũng gặp gỡ và giao tiếp với giới trí thức, tôn giáo và chính trị Hoa Kỳ. Năm 1953, năm 1954, từ Mỹ, ngài về Pháp để nghiên cứu tình hình chính trị và khả năng mưu tìm độc lập cho Việt Nam. Ngài cũng gặp gỡ nhiều Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Pháp để bàn tính chuyện cứu nước. Không biết cơ duyên nào đã dẫn ngài đến dòng biển Đức gần Brussels và ngài đã xin vào tu tại đan viện này. Năm 1954, năm 1955, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Trong lúc vận mệnh quốc gia nguy ngập, một lần nữa, ngài được vua Bảo Đại mời về Việt Nam thành lập chính phủ. Ngài trả lời rằng ngài đã quyết định đi tu. Tuy nhiên, sau khi nhà vua kêu gọi lòng ái quốc của ngài và nói rằng ngài không có quyền từ chối lời đề nghị của nhà vua trước sự hưng vong của đất nước, thì ngài nhận lời. Ngài đã ngước nhìn thánh giá Chúa, cầu nguyện và đã thề với Chúa rằng ngài sẽ cố gắng giữ vững đất nước mà nhà vua trao cho ngài. Ngày 26 tháng 6 năm 1954, ngài trở lại Sài Gòn. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, ngài nhận chức thủ tướng. Năm 1953 đến năm 1963, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nhằm chặn đứng các mưu toan giải tán chính phủ, đồng thời bảo vệ và phát huy những thành tựu đã đạt được trong việc xây dựng đất nước. Ngài đã cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 10 năm 1955. Kết quả, người dân Việt Nam đã chọn ngài làm người đứng đầu đất nước thay cho vua Bảo Đại. Từ đấy, ngài trở thành người sáng lập nền Cộng hòa đệ nhất và trở thành Tổng thống của nước Việt Nam Cộng hòa. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ vì ganh tị và ghen ghét, vì kiêu ngạo và nông nổi đã mượn tay một số tướng phản Việt Nam Cộng Hòa để làm đảo chính và người đã bị giết chết một cách thảm khốc và dã man vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Ngay khi ngài vừa tham dự thánh lễ cầu nguyện riêng tại nhà thờ Thánh Francisco ở khu vực Chợ Lớn, Sài Gòn. Giai đoạn năm 1954, năm 1955, công đức của Tổng thống Ngô Đình Diệm với người dân Việt Nam Cộng Hòa thì vô kể. Trong tác phẩm Chính quyền Ngô Đình Diệm giai đoạn 1954 năm 1963, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuần đã tóm kết rằng
Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa Việt Nam từ một đất nước lệ thuộc vào thực dân Pháp đã trở thành một quốc gia có đầy đủ chủ quyền và độc lập thực sự. Ông đã biến một vùng đất đầy bất ổn vì nạn sứ quân băng đảng, đầy đổ vỡ tan thương vì chiến tranh hỗn loạn, vì sự phá hoại quy mô của Việt Cộng, thành một quốc gia có kỷ cương, ổn định và an bình. Ông đã chuyển một đất nước theo chế độ quân chủ phong kiến thành một quốc gia có một thể chế cộng hòa và một bản hiến pháp dân chủ tiến bộ, nhưng đồng thời duy trì được một cơ cấu chính quyền mạnh, đầy đủ uy quyền quốc gia phù hợp với hoàn cảnh của một đất nước mới thu hồi độc lập, đủ sức chống lại những thế lực phản động của thực dân, cộng sản, phong kiến và tình trạng chậm tiến cùng chia rẽ tồn tại trên đất nước. Lời Ngài nói trước khi chết vài tháng: "Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ biết thức khuya dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc. Tôi tiến, hãy theo tôi lùi, hãy giết chết tôi chết, hãy nói chí tôi." Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.